Về hả? Chắc vậy hả? Hả? Anh kêu để nó quậy á. Hả? Hả? Em ơi, một bánh tiêu nữa. Bánh tiêu. Bánh tiêu đó. Bánh tiêu có vậy. Bánh tiêu đó. Năm mặn, năm sâm, năm giòn. Đây là bánh giòn của mẹ. Đây là kiểu mì nơ, giống như kiểu mì nơ không? Kiểu mì nơ, kiểu mì nơ. Một bát cơm chiên ốc để trong tủ lạnh nó đi sao?